Kính chào quý vị khán giả của Góc nhìn văn hóa. Hình ảnh người dân ở Nghệ An quây quần nấu bánh chưng gửi đến bà con vùng lũ miền Bắc đang được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội và nhận về vô số những bình luận ấm lòng. Những ngày qua, trái tim của triệu triệu người Việt Nam hướng về các tỉnh miền Bắc, nơi nhiều người dân đang phải đầm mình trong nước lũ, chịu đựng nỗi đau mất mát người thân, lâm vào cảnh trắng tay sau lũ. Ai có gì góp nấy, mỗi người mỗi tay, với hy vọng là người dân trong vùng lũ sớm vượt qua khó khăn. Sự đoàn kết, đồng lòng, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam như được nhân lên gấp bội. Những câu chuyện ấm tình người hiện diện ở khắp nơi. Đò đi nha, lên cứu bà con. Đoạn clip này được ghi lại vào đêm mùng 10 tháng 9. Đã nửa đêm, nhưng người dân ở huyện Hương Sơn, Mỹ Đức vẫn chưa ngủ. Tất cả cùng nhau đội mưa, khẩn trương xếp chằng để kịp vận chuyển hơn 30 chiếc đò máy, hơn 100 chiếc thuyền tay, kịp hỗ trợ người dân ở Thái Nguyên và Yên Bái. Đây là thuyền này nó đi đến Bắc Giang, là chồng tôi là trực tiếp là chở để ủng hộ bà con ở đó, và người địa phương chúng tôi trực tiếp tay chèo lái đi đến đó. Có những người hơn 50 tuổi nhưng vì là đàn ông con trai đây rất là khỏe để đi cứu ủng hộ bà con lũ lụt ở đây. Tinh thần lá lành đùm lá rách của người Việt Nam đã lay động trái tim những người bạn quốc tế. Chị Violetta và Candela là hai du khách đến từ Tây Ban Nha. Do mưa lũ, họ buộc phải hủy hành trình và bị mắc kẹt ở Sapa. Không để thời gian trôi qua uổng phí, họ quyết định cùng người dân Sapa nấu những suất cơm ý nghĩa. Chúng tôi cùng với các bạn ở công ty du lịch nấu 500 suất cơm gửi những người dân đang gặp nạn. Điều này tôi chưa từng được thấy trước đây. Hy vọng những suất cơm này sẽ giúp người nhận cảm thấy no bụng và ấm áp hơn. Tôi thấy chuyến đi này của mình thật ý nghĩa. Trong mưa lũ, nghĩa đồng bào lại nhân lên gấp bội. Những bài đăng tổng hợp danh sách các địa chỉ căn hộ cùng số điện thoại liên hệ được đăng tải để ai cũng có thể tìm được nơi trú ẩn an toàn. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều dòng trạng thái bày tỏ sự chia sẻ với đồng bào vùng lũ. Nhiều cơ quan tổ chức vận động quyên góp tiền bạc thực phẩm để chuyển ra cho các tỉnh bị thiên tai. Những chuyến xe tình nguyện vẫn vượt mưa, lăn bánh, chở theo hy vọng bão lũ sẽ sớm qua đi để tình người ở lại. Hoạt động cứu trợ được nhiều người hưởng ứng với nhiều cách khác nhau. Nhiều người cũng kêu gọi người tham gia cứu trợ đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển liên lạc với chính quyền địa phương để được hỗ trợ và xác định đúng và trúng nơi cần được giúp đỡ, tránh tình trạng nơi thì được hỗ trợ quá nhiều, còn nơi thì lại thiếu thốn mà không có. Những ngày qua thì nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cũng tham gia ủng hộ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với tinh thần thương thân, tương ái, thương người như thể thương thân, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ. Ca sĩ Hà Anh Tuấn đóng góp 1 tỷ đồng, ca sĩ Tùng Dương và nhóm bạn góp 500 triệu đồng, ca sĩ Mỹ Tâm góp 200 triệu đồng, ca sĩ Quốc Thiên và Uyên Linh gửi 150 triệu đồng để hỗ trợ người dân đang chịu thiệt hại do mưa lũ là những thông tin được chú ý trong những ngày qua, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái. Mong tất cả chúng ta, những người con trên đất nước Việt Nam này và cả những kiều bào nước ngoài nữa sẽ cùng chung tay san sẻ thật nhiều yêu thương gửi đến cho bà con vùng bão lũ, vì đấy là tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, một truyền thống rất đẹp của dân tộc Việt Nam mình, và nhờ vậy mà sẽ giúp cho những người dân, những người bà con ở những cái vùng đang khắc phục bão lũ, hậu quả bão lũ đó sẽ cảm thấy ấm lòng hơn và vững tin hơn và mạnh mẽ hơn vượt qua cơn hoạn nạn này. Từng có giai đoạn, nhiều nghệ sĩ Việt tổ chức quyên góp từ cộng đồng một cách nghiệp dư, thiếu kinh nghiệm. Việc kêu gọi ủng hộ bằng tài khoản cá nhân, không chủ động sao kê tài khoản, báo cáo thu chi sơ sài, chiếu lệ trên trang cá nhân mà không có hóa đơn, chứng từ gây tranh cãi, thậm chí đánh mất lòng tin nơi khán giả. Hiện nay, cách ủng hộ đã có sự thay đổi. Phần lớn số tiền quyên góp được gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, đảm bảo sự khách quan. Trong bối cảnh cấp thiết hiện tại, mọi hoạt động từ đóng góp vật chất, động viên, chia sẻ tinh thần, cứu trợ tại hiện trường đến làm cầu nối cho hoạt động quyên góp, cứu trợ đều đáng quý. Ai cũng dốc lòng vì nghĩa đồng bào. Cả nước cùng hướng về đồng bào miền Bắc với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, hy vọng giúp người dân chịu ảnh hưởng thiên tai sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. Đây cũng là giá trị cao đẹp của tinh thần lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, vốn là truyền thống quý báu, là phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam. Nhờ đó, đất nước ta đã và sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn thử thách để ổn định và phát triển.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.